Xin chào các bác, xin chào anh chị các bạn. Rất là vui lại được trò chuyện với các bác, anh chị và các bạn ở trên cái kênh của Nam TV và cùng ngắm hoa lan các bác nhé. Vâng, ngắm lan để không tham, ngắm lan để tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bởi vì nếu như không nói thì các bác xem truyền hình, xem mạng xã hội thì biết nhiều vấn đề rồi đúng không các bác hả? Cuộc sống là vốn là như vậy các bác. Không tham thì chả có ai làm gì được mình đúng không ạ? Đúng không? Nhưng mà chả có ai phải bảo là mình không tham. Đúng không? Vâng, đây là cái video mà nói chuyện một chút về cái lan phi điệp các bác. Phi điệp thì nó cũng có nhiều dạng các bác. Em có mua một cái kỳ lan gọi là phi điệp tím mà mặt bệt như hình này các bác này. Nó tới 3 năm nó mới trổ hoa này các bác. Gan thật, gan lì thật. Nhưng mà cái vấn đề là một chút chia sẻ với các bác. Mới trổ sáng nay các bác này. Đối với cái loại phi điệp, em thì cũng trồng phi điệp thường tím cũng rất là nhiều. Cái này thì nó trổ hoa rất là mạnh. Tuy nhiên là một vài những cái phi điệp mà mặt có nghĩa là tuyến thì có vẻ như là khó ra hoa các bác. Nhưng mà hôm nay thì tự nhiên lại cảm thấy là yêu đời nên lại chia sẻ với các bác là đối với những cái cây mà nó trổ hoa các bác thì theo như em quan sát thì khi mình trồng á, trước đây thì nó ra rất là nhiều kỳ các bác nhá. Ra nhiều kỳ lắm. Mình mới lại trong một cái ngày vui vui thì bắt đầu là cắt những cái cây gỗ nhặt ở ngoài bờ rào ra. Đấy, cắt gỗ đục lỗ xong bắt đầu là buộc ghép lan một cái lũa và một chút cái giá thể. Nói chung là cái độ mà cằn cỗi thì nó sẽ cằn cỗi hơn rất là nhiều so với cái cây mẹ. Và đây thì các bác có thể thấy đây, có nghĩa là cái cây mẹ thì được trồng ở trong cái một cái chậu, chắc là chậu khoảng hơn 20, và những cái mầm gốc của nó cực khỏe và cái thân rất là lớn các bác này. Đấy, thân rất là lớn nhưng mà cái nó ra kỳ nhiều lắm, nó ra kỳ nhiều lắm đây này. Hoa thì rất ít, năm nay nó mới lần đầu tiên nó cho hai cái bông này các bác này. Đợt này hơi ngược sáng các bác này. Nó cho hai cái bông thôi, hai cái nụ thôi. Đấy, còn lại thì vẫn ra kỳ rất là mạnh. Thì điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta trồng nữa các bác thì cái trong đây là em trồng bằng cái giá thể là than đen rất là nhiều. Thì cái này thì em cũng không có phân, không có thuốc đâu các bác, trồng thuận thiên có nghĩa là thật ra thì cái này thì nó cũng là cái giá thể là ở dưới là than đen một chút. Ngày xưa là có cái phân Hùng Nguyễn đấy, phân nén Hùng Nguyễn, và sau đó thì có cả phân dê nhé. Nhưng mà nói chung cái lượng cho thấy là cái lượng đạm nó khá là nhiều và cái khả năng trổ hoa của nó rất là ít. Em thì không có dùng một cái loại gì, chỉ có một số những cái loại phân gọi là để thêm dinh dưỡng cho nó, loại phân dùng cho lan người ta vẫn bán bình thường chứ không có thuốc kia gì coi nhá. Kỳ thì rất là nhiều và cho thấy rằng là cái hoa mà với những cái cây mà được chăm sóc ở chế độ mà rất là tốt, cái cây tốt thì nó ra hoa ít lắm. Đấy. Đấy các bác nhá. Đó. Và còn đây. Đây là những cái cây mà nói thật với các bác là trồng nó ở chế độ khắc khổ. Đây các bác thấy chưa? Cái thân nó không được, cái cây của nó không, nó phát triển không có mạnh đâu. Mặc dù là nó ra kỳ nhưng mà nó cái nó vẫn có cái gì là khắc khổ. Và mình nước đúng là cái đợt mùa khô năm nay thì hạn chế nước lắm các bác nhá. Đây những cái cây chậu này thì hạn chế nước. Đây là này, cái cây này thì nó trong cái cây khô các bác có thể thấy được. Mặc dù nó hai ngày trước là nó có hai thân mà bây giờ thì nó ra hai mầm gốc và được ghép ở những cái lúa, cái gỗ lúa này. À, cái lúa gỗ này, em thì có cái sở thích là hay mày mò làm linh tinh nha các bác. Đấy, nhưng mà những cái những cái mà nó trổ hoa thì là những cái cây mà trồng ở những cái điều kiện nó khắc khổ hơn các bác nhá. Trồng điều kiện khắc khổ hơn trong cái trong cái chậu mà nó có nhiều cái giá thể và dinh dưỡng, có nghĩa là thuận lợi cho cái việc mà phát triển của cây lan thì cái cây nó lại phát triển rất là mạnh. Các bác có thể thấy là cái mầm này thì nó không có đẹp bằng cái những cái chậu như vừa rồi em vừa quay đúng không các bác, này thấy chưa, nó có nghĩa là nó khắc khổ hơn đó, nó nhìn nó cằn cỗi hơn nhưng mà nó lại, chúng ta lại được ngắm hoa. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó các bác. Đấy, trồng lan thì các bác hiểu rồi, thật ra mình cũng không quá phải là chăm sóc nhiều lắm đâu các bác nhá.
Xin lỗi các bác, đang nói chuyện thì có một cô đến để ship hàng. Ngày nắng nóng thì tâm lý chúng ta thì thích mua hàng online hơn đó các bác. Đó. Giờ được cái là tiện ích rất là ok, chúng ta thích bất kể một cái điều gì chỉ cần nhấc điện thoại lên và alo là có người mang đến nhà, rất là hay các bác ạ. Rồi ok, đây các bác nhá. Thì nhắc lại các bác là cái việc trồng lan thì chúng ta cũng không cần phải quá cầu kỳ, thực ra lan nó rất là dễ bác nhá, các bác nhá. Đấy, chúng ta chỉ cần tạo điều kiện cho nó một cái chỗ để nó mọc rễ, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là một cái điều kiện sống là nó được ẩn nấp ở dưới một cái chỗ mà không có quá nắng các bác nhá. Vì bản thân những cái cây lan mà nó mọc ở trên cái cây cây mục này khác thì nó vẫn được che chắn bởi những cái gốc cây, những cái cây và những cái tán lá rừng. Còn khi mà về chúng ta thì cái nếu mà tạo điều kiện cho nó sinh trưởng tốt thì chúng ta tạo điều kiện, ví dụ ở đây thì em Nam cho nó những cái lũa, nhưng mà ra những cái đồ này các bác đâu tận dụng và nhặt ở ngoài đường thôi ha. Đấy, rồi phân dê thì phải mua thôi ha, thậm chí nếu không có phân dê các bác cũng phải đùm những cái phân bò khô cũng vẫn được các bác nhá, vào các cái lưới này chúng ta buộc vào các cái lũa, và các lũa thì đây chúng ta đục lỗ, các bác dùng cái máy khoan khoan bây giờ cũng rất là rẻ các bác, khoan Trung Quốc rẻ mà, mua cái ngồi rảnh rỗi thì làm cái mũi khoan, ngồi khoan đục lỗ bắn bắn và trồng lan để chơi các bác nhá. À, chơi cho tâm nó thanh thản, cho nó bớt tham các bác nhá, chứ tham giờ là nhập kho chả có làm cái gì cả. Nhưng mà chúng ta nên tập cách là chơi lan, nói chung là chơi lan thì nó tạo cho chúng ta một cái tính kiên trì bền bỉ các bác hả. Chờ đợi 3 năm đó các bác, 3 năm, 3 năm, hơn 3 năm gì đó mới được ngắm hoa một cái kỳ lan mà mua 300 nghìn. Sau đó thì hôm nay thì thực ra là rất là nhiều những cái kỳ lan, và chúng ta có tức là có nhiều cái để sáng tạo, cũng là khi mà nó ra nhiều kỳ ra rồi á thì trồng trồng lên hả, trồng ra rất là nhiều, muốn ghép như cái gì thì ghép, muốn ghép lũa, muốn ra chậu chứ cái gì các kiểu luôn, vì nó nhiều lắm các bác. Nó trồng một kỳ lan hồi trước mua 300 nghìn cũng là đắt đấy, nhưng mà sau khi mà về mà nó đẻ ra thì nhiều lắm các bác. Đấy, nó nhiều lắm luôn. Đấy, hoa là như thế này các bác nhá, bạn nào yêu thích thì em cũng rất là nhiều kỳ nhá, các bác liên hệ của em hả. Đấy, đây là cái mặt hoa đấy, chính chủ luôn hả, chậu của nó, chậu chính của nó đây các bác này, thân đẹp lắm. Nhưng mà ngắm lá, ngắm ngắm cây cũng rất là thích các bác nhá, màu xanh lá nhìn nó to như lá nhựa, một cái phi điệp mà phải nói là cũng rất là đẹp ha. Được năm nay cũng bốn cái kỳ chi trên thân, cái này thì có hai cái bầm hoa đấy, cái hệ sinh thái lan của em Nam đấy, và thấy chưa. Đấy, bên dưới là cây xanh trong nhà, hiện tại đang đứng thì trời nóng nực lắm các bác, nóng lắm, nói chung là nóng khó chịu lắm. Nói chung là năm nay là phải có phải phải lắp máy lạnh ở trong nhà. Tây Nguyên thì thường thường là không ấy, nhưng mà phải lắp máy lạnh, thì các bác biết là cái El Nino năm nay nó nắng nóng kinh khủng luôn ha. Nên là chúng ta có cái hệ sinh thái màu xanh để ngắm thì cũng rất là đẹp ha. Đấy, phi điệp đây các bác thấy chưa. À, nó ra cả rổ luôn. Năm vừa rồi thì một số ghép, còn một số thì không ghép thì bỏ trong cái chậu, cái rổ 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 nhựa trồng trong cái chậu bằng than đen đấy. Và nói chung là nó không có được tốt như những cái cây mà mình trồng ở những cái chậu của chính quy. Nói chung nó gọi là cũng vẫn là chế độ khắc khổ, nhưng mà ở đây thì nó vẫn chưa thấy cái hoa nào. Thực sự thì đó là một cái sự trải nghiệm của bác. Đúng là mua 300 một cái kỳ lan, nhưng mà sau khoảng 3 năm thì thật sự là đúng là nó phải nhân ra cả vườn lan, nhiều lắm các bác, nhiều lắm luôn đó hả. Đấy, trước đây cái thời mà mình chưa trồng lan thì mình cứ nghĩ là cái gì đấy nó ghê gớm, quan trọng lắm, thấy anh em trồng chăm sóc họ tỉ mỉ cỡ nào. Nhưng mà sau một thời gian khá là dài trồng và chơi lan thì mình cảm thấy là nó rất là dễ các bác nhé. Đấy, đây các bác thấy chưa, trồng rồi treo ở ngoài vườn, đến mùa nó trổ hoa để mang vào. Nó nếu như mà nó cây mà nó xanh nó tốt mà nó có cả hoa nữa thì không phải, rất là đẹp ha. Đấy, cái sở thích của em là rất là thích dùng những cái lũa, nhưng mình phải biết chọn các bác nhá. Một số cái lũa thì nhìn nó trơn nó bóng, có một số cái loại gỗ mà dùng gỗ tốt thì lại cũng không không nó không 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 không, không tốt đâu các bác. Cái loại mà phải gỗ nó phải hơi rộm rộm tí, nó hơi có thấm nước được các bác, thì cái lan nó lên nó mới
mới mới ok đó các bác. Có nghĩa là nó cũng là cái lũa nhưng mà phải là cái gỗ bình thường chứ không phải là gỗ tốt các bác. À. Đấy. Đấy, còn cái chậu này thì gọi là trồng kiểu truyền thống thôi. Đấy. À, cảm ơn các bác đã xem cái video. À, nếu các bác mà yêu thích lan phi điệp tím và những cái loại mặt như thế này, có nghĩa là mặt bệt, cũng là một cái loại lan mà trong cái nó không phải là gọi là đặc biệt, nhưng mà phải nói là một cái cây lan mà có mặt bệt đẹp, nói chung tuyến đấy. Các bác nào thích chơi thì liên hệ, em Nam sẽ để lại cho các bác một vài key, nói chung là giá chỉ bằng tô phở thôi các bác nhá. Đấy, thấy chưa? Cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.